TV256 xin mến chào quý anh chị em. Trên màn hình đó thì quý anh chị em thấy đây là cái cô Phan Thị Mỹ Xuyên. Một cái người là người con của bà Huỳnh Thị Sang. Là Huỳnh Kim Sang ạ. Huỳnh Kim Sang. Thì chị hiện tại là đang đẫm lệ đó, là đầy nước mắt đó. Là một cái câu chuyện rất là oan ức mà TV256 phải lên tiếng. Và cái câu chuyện được kể như là qua rất là nhiều bài báo ở trong nước đã bắt là kết án bà Huỳnh Kim Sang. Và bắt bà Huỳnh Kim Sang và con của bà và con dâu nữa. Là thưa chị Phan Thị Mỹ Xuyên, chị kể đầu đuôi câu chuyện chút xíu về cho để khán thính giả biết. Dạ xin chào tất cả các anh chị em, cô bác trên cộng đồng mạng. Thì cháu tên là Phan Thị Mỹ Xuyên, là thường trú ở ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh Trinh, huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ. Là do gia đình thường trú ở thành phố Cần Thơ, nhưng mà cái nơi mà mẹ và các em bị bắt gặp nạn là quê của cha ở huyện Lộc Hà của tỉnh Hà Tĩnh. Thì mẹ và các em, câu chuyện là mẹ và các em bị bắt tội oan và bị bắt vào ngày 10 tháng 6 năm 2016 với truyền thông của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Tất cả các bài báo mang tên tuổi như báo Dân trí, Đời sống Pháp luật, báo Phụ nữ, báo Giao thông, báo Việt Nam Net và nhiều báo, và vân vân, và còn nhiều loại báo khác nữa. Thì lúc trước Mỹ Xuyên cũng có đeo được một số bài báo và Mỹ Xuyên đã in ra, và trong quá trình Mỹ Xuyên đi khiếu kiện thì lúc mà mẹ bị bắt đó, là trước lúc đó là xảy ra cái vấn đề tranh chấp đất đai. Thì vấn đề tranh chấp đất đai thì cũng như trên một số YouTube mà Mỹ Xuyên có trình bày đó, thì đất đai là từ của ông bà nội để lại, nhưng mà đất đai á là chính quyền của xã Thạch Châu với huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh đã tham nhũng chuyện gì đó, thì Mỹ Xuyên không bắt gặp chúng cho tiền cho bạc gì. Nhưng mà gia đình của bên nội Mỹ Xuyên là gồm có 5 người con, là 3 gái 2 trai. Thì trong cái lúc thời gian năm 2012 á, thì 3 người con gái là nói là ở quê Hà Tĩnh này á, là không, con gái có chồng rồi là không có lấy đất nữa, cho nên là số tài sản này sẽ để cho là hai anh em. Thì ở ngoài đó là bác cả đó là được phần nhiều hơn, tức là được phần thờ cúng ông bà, là bác cả sẽ chia cho bác cả là hai phần, một phần là chia cho ông Phan Văn Tuấn là ba của Mỹ Xuyên. Thì trên hợp bàn gia đình rõ ràng là như vậy. Nhưng mà tới khi mà cái lúc năm 2012 là ông địa chính của xã Thạch Châu là ông Nguyễn Phúc Ba, rồi sau khi đổi địa chính là ông Lê Tiến Quyết. Thì ông Lê Tiến Quyết là địa chính xã Thạch Châu cái lúc mà cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ ông Phan Huy Hồng, và bà Lê Thị Dân là bà bác dâu, là đứng thừa kế toàn bộ tài sản của ông bà nội Mỹ Xuyên để lại, Mỹ Xuyên lập lại. Tức là chúng nó dùng thủ đoạn gì không biết, hay có tham nhũng gì thì Mỹ Xuyên không nhìn thấy, nhưng là chúng đã thực hiện trái quy định pháp luật. Tức là theo Mỹ Xuyên hiểu thì quy định pháp luật là chia thừa kế không phải là như vậy, mà chúng đã dùng hết khối lượng tài sản chia cho một người, nhưng mà cái người dâu là cái người ngoài cái hàng thừa kế đó thì lại đứng thừa kế toàn bộ số lượng tài sản mà ông bà nội Mỹ Xuyên để lại đó. Thì nó làm trái lại. Sau cái vấn đề đó thì cái lúc mà gia đình Mỹ Xuyên á, là từ miền Tây về á, là cũng do cầu đường làm hư hại nhà cửa của Mỹ Xuyên, cho nên là được bồi thường 94 triệu đó. Là mẹ Mỹ Xuyên mới, là ba Mỹ Xuyên mới thấy có tiền, cho nên mới rủ mẹ Mỹ Xuyên về là dưỡng già là ở quê Hà Tĩnh. Là tất cả Mỹ Xuyên và các em cũng đồng ý nữa, nhưng mà Mỹ Xuyên và các em thì không có về. Mỹ Xuyên mới nói là bây giờ mẹ thống nhất cho mẹ về, tức là bây giờ thôi thì ông cũng sống với mẹ ở đây mấy chục năm rồi, bây giờ nếu mà mẹ muốn về thì cho mẹ về. Còn tụi con thì không có quen cuộc sống ngoài đó, cho nên là tụi con vẫn ở lại quê nhà để làm ăn. Nếu mà Tết nhất hoặc là khi nào mà tụi con có thể về được á, thì tụi con sẽ về thăm ba mẹ. Còn trong hàng tháng á, nếu mà mẹ có túng thiếu gì về tiền bạc thì tụi con sẽ, ba chị em con sẽ gửi về một ít, mỗi đứa một ít để cho mẹ sống. Thì có nói như vậy, nhưng mà cuối cùng là cái con đường về quê Hà Tĩnh là không được như ý muốn của mình. Mình thì mình thật lòng để mình về, để mà có một cái mái nhà để ở, nhưng mà
không ngờ cô bác đã đối xử với gia đình Mỹ Xuyên như vậy. Nhưng mà cuối cùng á, là khi về tới ngoài đó thì chúng đã cướp đất từ lâu lắm rồi, chúng đã làm giấy tờ là sang đọt hết rồi. Mà ngược lại tới khi mà mẹ Mỹ Xuyên phát đơn khiếu kiện á, thì lúc đó là chúng mới hãm hại, là chúng mới hãm hại rình đập nhà cửa suốt một thời gian rất là dài. Tức là trước cái thời gian mà chúng hãm hại để bắt người mà ghét tội oan đó, là ngày nào gia đình Mỹ Xuyên cũng bị rình rập hết rồi, còn lại bị á, bị mấy cô, rồi lại bị cái tên mà cái tên là Phan Huy Bắc ở trên báo đài mà chúng nó nói là vô giải cứu gì đó hiện trường mà chúng dựng lên đó, là bị đốt cháy gì đó, thì là lại cái tên đó thì lại là một cái người dân, tức là một cái người không thuộc trong cái hàng thừa kế đất đai này, nhưng mà cái người này lại có quyền để tới gia đình nơi mà Mỹ Xuyên đang sinh sống, với gia đình đang sinh sống là cái người tên Phan Huy Bắc này đã nhiều lần tới đe dọa, là đuổi cổ mẹ của Mỹ Xuyên với lại em Mỹ Xuyên đi về quê, tức là nói là địch bố địch mẹ gì đó, là chúng mày á, về đây là chúng mày kiếm chuyện hư kiện thì chúng mày cút khỏi nơi đây, là nhiều lần trước rồi chứ không phải cái ngày xảy ra vụ án đó. Rồi sau khi mà thời gian mà 7 tháng trời là gia đình Mỹ Xuyên về tá túc ở đó đó, thì chúng nó là lừa đảo tới đẩy lui, thì dưới xã Thạch Châu thì lừa lên huyện Lộc Hà đẩy xuống xã Thạch Châu, rồi tòa án thì cũng không nhận đơn, tòa án nhân dân huyện Lộc Hà cũng không nhận đơn kiện của gia đình Mỹ Xuyên luôn. Rồi lúc đó là mẹ của Mỹ Xuyên mới phát đơn, là Mỹ Xuyên mới viết đơn để lại cho mẹ, thì mẹ mới photo những lá đơn đó ra, rồi mẹ mới ký vào, và ba mẹ mới ký vào và phát đơn đường bưu điện gửi khắp các cơ quan của tỉnh Hà Tĩnh hết. Nhưng mà là chúng nó đồn lên, và cái người hàng xóm mới qua nói là ở đây đừng có lưu kiện làm gì, chúng nó sẽ dập tắt được hết. Tức là chúng nó nói là cái tỉnh Hà Tĩnh là mạnh tới mức độ như vậy đó, là sẽ dập tắt được hết, cho nên đừng có kiện uổng công làm gì. Rồi lúc đó thì Mỹ Xuyên thấy tình hình là Mỹ Xuyên có về ngoài đó, là Mỹ Xuyên cũng có cự cãi với lại cái thằng địa chính xã Thạch Châu là thằng Lê Tiến Quyết nữa. Là trong quá trình mà nó ra đo đạc đất nhà Mỹ Xuyên á, là cái lúc Mỹ Xuyên lên tới tòa án nhân dân huyện Lộc Hà là dẫn cha đi, thì hai cha con gặp ông thẩm phán Phan Văn Lâm. Mỹ Xuyên còn nhớ từng họ tên của từng người ngoài đó, là gặp ông thẩm phán Phan Văn Lâm. Ông thẩm phán Phan Văn Lâm vô ngồi đối diện với cha con Mỹ Xuyên, rồi ông thẩm phán Phan Văn Lâm mới nói là sự việc để điện cho chú Quyết, còn sao nghe nói hình như là sắp sửa giải quyết hay sao đó. Thì Mỹ Xuyên mới nói là vậy thì chú làm ơn chú điện giùm đi, chứ bây giờ gia đình con hoàn cảnh cũng khó khăn, mà chú cũng biết á, là từ miền Tây đi về tới đây không phải là một cái chuyện gần gũi mà rất là xa xôi, cho nên là cũng kinh tế cũng gặp khó khăn nữa. Thì nhờ chú giúp, là nói với chú Quyết á, là cho chúng tôi một cái nền nhà là đúng theo quy định pháp luật, là thừa phần thừa kế đó, để chúng tôi ổn định cuộc sống. Đó thì cháu mới nói như vậy. Thì bắt đầu á, là ông Lâm mới móc điện thoại ra điện cho ông Lê Tiến Quyết, thì điện thoại cháu vẫn nghe, là nghe ông thẩm phán Phan Lâm nói vậy nè, nói ờ Quyết ơi, sao mà cái vụ án gì để người ta lên tới đây, vụ Lộc Hà gì ở chỗ xã Thạch Châu của chú đó, mà nhà của vụ nhà của ông Hồng bà Chắc gì đó. Dạ. Rồi bắt đầu mới nói là biết rồi, em biết phần đất đó rồi, đang chia nè anh, nói gì đó, nói cái đầu cháu mới nói cái bắt đầu ông Phan Văn Lâm nói với chú Quyết là nói là chú Quyết nói đâu có đâu, cái hồ sơ đó tách đất đó là làm chỉ có 300.000 thôi. Rồi cháu mới nói một câu như vậy, tại vì cái thời gian vừa qua kéo dài, gia đình tôi tới 7 tháng rồi mà không biết tại sao mà chú Quyết làm khó làm khăn. Mà trong khi á, là anh em bên nội tôi, tức là mấy cô tôi và bác tôi đã thống nhất ký tên là chấp nhận chia lại, tức là người ta mới nói là lỡ làm vậy rồi, bây giờ á, mới nói nhà cháu á, là chia lại từ anh sang em, thì gia đình cháu cũng chấp nhận là chia lại từ anh sang em. Đó, rồi bắt đầu là ông Lê Tiến Quyết nói với ông Phan Văn Lâm là 300.000 tiền tách đất thôi, nói gì đó. Cái cháu mới nói là nếu mà chú Quyết nói vậy thì bây giờ thôi thì mấy chú cũng gán giúp giùm đi, rồi ngày nào mà chú Quyết ra đo đạc đất nhà đó thì cháu cũng tính là cho xong cho rồi đi, đặng mẹ mình cất nhà chứ tốn tiền quá nhiều rồi. Yeah. Rồi cháu mới nói là bây giờ nói chú Quyết đó ra đo đạc gia đình tôi đi thì tôi cho bên đoàn đo đạc 1 triệu, là tức là lời nói của cháu là tiền nước nôi với xăng cộ mà đoàn đo đạc tới giúp đỡ cho gia đình tôi. Yeah. Đó thì ông Phan Văn Lâm mới nói vậy thôi về đi, thằng Quyết nó nói vậy rồi á thì chừng nữa sẽ ra sắp xếp giải quyết cho. Cái bắt đầu cháu cũng nghe theo xách cái đơn đi về, là tại vì lúc đó lần thứ nhất là ông Phan Văn Lâm không nhận đơn của gia đình cháu mà nói là để cho bên địa chính của xã Thạch Châu là ông Lê Tiến Quyết giải quyết.
Rồi cuối cùng cũng kéo dài một thời gian nữa lại không giải quyết nữa, thì cháu mới dẫn cha với mẹ cháu luôn ba người mới lên Ủy ban Nhân dân huyện Lộc Hà. Thì lúc này là Ủy ban Nhân dân huyện Lộc Hà là tiếp cháu, rồi mới hỏi cháu là ba cháu với gia đình là yêu cầu sao. Thì tại vì do là ông Quyết hứa mà không giữ lời thì ông Quyết ổng làm khó khăn kéo dài nữa, thì cháu mới nói trên Ủy ban Nhân dân huyện Lộc Hà là cháu nói là chú điền vô cho cháu là như vậy. Yêu cầu thứ nhất là tịch thu bìa đất, tịch thu là ở ngoài thì gọi là bìa đất nhưng mà đó là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tịch thu cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của hộ ông Phan Huy Hồng lại và sử dụng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bà Phạm Thị Chắc, bà nội của chúng tôi, thì chia ra theo hợp bàn gia đình đó. Rồi mới ghi cho trong đó vậy, thì có nhận mộc của Ủy ban Nhân dân huyện Lộc Hà vô luôn. Rồi sau khi mà mộc của Ủy ban Nhân dân huyện Lộc Hà là nhận vô trong đó rồi, thì cháu cầm về, thì sau thời gian sau được mấy ngày thì phía bên trên địa chính huyện là cô Huệ, cháu còn nhớ nhưng cháu không biết họ tên, cháu không biết rõ họ, là chỉ biết cô đó là cô Huệ, còn một chú là chú Tuấn, chú đó tên Tuấn là trên phòng địa chính của huyện Lộc Hà luôn. Rồi cùng với ông Lê Tiến Quyết là máy xuống tại địa chỉ chỗ mà cái căn nhà mà xảy ra vụ án hôm rồi mà đăng lên đó, là của bà nội cháu đó, xuống tại cái mảnh đất đó để chia chác. Thì lúc đi lại là chỉ có ba người đó. Xong rồi á thì ông Mạnh Tuấn ông đi về trước. Ông Mạnh Tuấn là cái ông địa chính á, chứ không phải là ba cháu. Là ông Mạnh Tuấn ông mới đi về trước. Thì trước khi ông đi về, ông có nói lại với ông Quyết là một câu. Ông nói á là: Quyết ơi, anh em người ta đã hợp bàn thống nhất như vậy rồi thì chú chia lại cho người ta đi. Rồi ông Tuấn mới đi về: thôi thôi anh về nha. Đó thì để cô Huệ với lại ông Lê Tiến Quyết ở lại. Thì lúc đó là mấy bắt đầu chia thì ông Quyết mới lấy thước dây á kéo tới kéo lui mà kéo qua phần đất của người ta không à. Rồi xong xuôi trơn rồi cái cháu mới hỏi gì nè, chia vậy rồi bây giờ chia xong, mặc dù đây là đất để cấm để chia nhưng mà cái bản đồ vẽ cái đường đi với cái này kia làm sao thì ông Quyết không cung cấp cho cháu. Rồi xong tới chừng mà ông Quyết mới nói gì, ta mới nói gì nè, sao mà đi đi đo đạc mà không đem sơ đồ giấy thửa theo, là một cái thứ nhất để không biết vị trí đất là ganh gấp nằm ở đâu hết trơn á, rồi lại không mời tứ cận lại, tức là mỗi một cái miếng đất mà có vấn đề gì thì phải mời tứ cận lại để người ta chỉ ganh gấp coi đâu. Mà ông Lê Tiến Quyết là một địa chính mà mang danh nghĩa có học có bằng cấp là một địa chính mà lại không biết cái điều đó nữa thì quả là một cái điều lừa dối người ta rồi, lừa dối gia đình cháu á, tính làm không biết làm cái mưu đồ gì nữa. Cái xong cái cháu mới hỏi ông á, thì ông mới nói, ông mới cự cãi với cháu xong cái ông mới bước ra xe, ông lên chiếc xe máy là ông chưa có đặt xe lên, ông còn dậm một chân với một chân còn trống ở dưới đất á. Cái cháu mới nói gì nè, ông Quyết ông mới nói: thôi đi mày khó khăn quá không chia nữa, nói gì đó. Cái cháu mới nói là: trời ơi chú á, nói thiệt với chú luôn, chính chú là người làm khó gia đình tôi cũng đã nhiều lần tôi năn nỉ gian xin chú, tôi nói với chú á, là gia đình tôi nghèo khổ lắm trong miền Tây, bây giờ về đây chỉ yêu cầu chú chia lại một phần đất nhỏ để gia đình tôi cất một cái nhà ổn định cuộc sống thôi, lý do tại sao chú làm khó khăn như vậy, chính chú mới là người làm khó khăn chứ tôi không làm khó khăn gì chú hết. Cái bắt đầu nghe cháu nói câu vậy thì bắt đầu nó liền nói với cháu á, là bây giờ tao không thích chia nữa đó. Nó nói mày thích đi kiện ở đâu, nó kêu con bằng mày luôn, nó nói là mày thích đi kiện ở đâu thì mày kiện đi, là cái đó là cái câu thách thức của nó, là ý nó nói là bây giờ nó không chia, còn mày thích đi kiện ở đâu thì mày cứ đi kiện, là cái câu đằng sau ngụ ý đó là nó sẽ dập tắt được hết, tức là nó sẽ có người chống lưng, cho nên là dù mình kiện ở đâu kiện cũng không làm gì được nó đâu, là theo ý đồ nó là vậy. Rồi nó nói cháu vậy xong cái cháu mới nói, cái nó vừa nói xong câu đó cái nó nói là mày kiện hả, gia đình mày kiện hả, làm khó khăn hả, vài ngày nữa là tụi bay sẽ vô tù ngồi hết. Xong rồi nó để cái xe lên nó chạy đi về một cái một luôn. Là đó là thằng Lê Tiến Quyết, địa chính của xã Thạch Châu, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Dạ, qua cái câu chuyện thương tâm này thì TV hiện giờ đó, TV sẽ TV 256 sẽ chiếu cho quý anh chị thấy là tất cả những người mà trong Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh á, thì qua cái quý vị đang thấy trên màn ảnh đó là có nè, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân là Trần Tiến Hưng, và Chủ tịch Hội đồng Nhân dân là Lê Đình Sơn, và Chánh án Tòa án Nhân dân là Nguyễn Văn Thắng.
Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân đó là Lê Thị Quỳnh Hoa và Bí thư Tỉnh ủy là Lê Đình Sơn nha. Và là Lê Đình Sơn là Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân ở Hà Tĩnh. Thì quý anh chị em thấy điều đó thì qua cái câu chuyện này đó, thì TV nhắn lời tất cả những người mà TV mới vừa đọc tên ra đó là phải có nhiệm vụ để giải quyết nỗi oan ức của cái cô Xuyên này. Tại vì đó ông Tuấn vẫn còn đang sống sờ sờ. Thành ra khoan tạm gác cái câu chuyện với cô Xuyên nha. TV muốn cho quý anh chị em nghe cái phỏng vấn, cái bài mà của ông là chồng của bà Sang đó. Chồng bà Sang là ông Phan Văn Tuấn. Ông Phan Văn Tuấn. Rồi quý anh chị em để nghe cái bài nói chuyện của ông Phan Văn Tuấn nha. Thì bây giờ tôi cho quý anh chị em nghe nha. Kính thưa toàn thể cộng đồng trong và ngoài nước, những người Việt Nam, và kính thưa cấp lãnh đạo trung ương, thì ngày hôm nay tôi có hiện diện tại nhà của ông Phan Văn Tuấn, người đã được đã bị báo của cả nước đăng tin là vụ vợ nghịch tử cùng mẹ và bạn gái tẩm xăng thiêu sống cha là cách đây hơn 2 năm. Xin mời ông hãy giới thiệu về ông, đưa giấy chứng minh nhân dân lên cho mọi người xác thực ạ. Tôi là Phan Văn Tuấn. Đúng rồi, đây là Phan Văn Tuấn. Đấy, và tôi là hình xác. Số nhà hiện tại của chú đang ở miền Tây là đấy. Số nhà 774, là chú để tay xích xuống quốc lộ 80, xã Vĩnh Trinh, huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ, phải không ạ? Đúng ạ. Còn anh tự giới thiệu về mình đi ạ. Em tên là Phan Bách, là con trai của bố Phan Văn Tính và Quỳnh Kim Sang. Giờ đây là nhà của em, nhà sắp sạch nát rồi. Và mẹ em á thì bị bắt giam á. Anh đưa cái tờ giấy đó lên ạ. Đây là cái chuyện mà cách đây hơn 2 năm về trước là tranh chấp đất đai, nghịch tử cùng mẹ và bạn gái đổ xăng thiêu sống cha. Và đây là cha của anh đúng không ạ? Đây là ông Phan Văn Tuấn. Tôi còn sống đây. Còn sống đây mà báo đài ăn như vậy. Tiếp theo người này là ai ạ? Dạ đây là tôi người gì? Là em của bà Quỳnh Kim Sang. Đây là người thân của gia đình ông Phan Văn Tuấn và bà Quỳnh Kim Sang nè. Đúng. Tiếp theo đây là một cái người hàng xóm bà con gần. Tôi là Nguyễn Anh Phúc, có đi ra định triệu tập cho ông Tuấn, đưa ông Tuấn về cho công an Hà Tĩnh để lấy lời khai. Và lúc đó là lúc tại đó, sao mà gia đình báo là mà không cho thăm nuôi cô Sang hả thưa chú? Bởi vì lúc đó gia đình thì chỉ cho cái thằng Diệp, chứ không cho thăm bà Sang, nói là không biết nói làm sao với ông Tuấn với ông Bắc á. Thì nói là chữ được không được. Thế em là người chủ biết nói gì với ta? Tại sao bắt người mà lại không cho thăm nuôi ạ? Dạ cái này em cũng không biết nữa. Không biết là nói gì lực lượng pháp ở ngoài về chính quyền Hà Tĩnh đặt ra làm sao á. Về thăm chỉ thăm được anh thôi, còn thăm mẹ thì không cho thăm. Mà nói mẹ không nhận tội mới không cho thăm. Vậy là vu khống cho mẹ anh là tội giết chồng giết cha, mà bây giờ người chồng người cha còn đây. Còn đây. Đó, là hiện tại tới giờ là bao nhiêu lâu rồi thưa anh? Dạ, hình như là 2 năm mấy hả chị? Bắt, 2 năm mấy rồi. Em từ ngày 10 mà không cho thăm nuôi. Không, vậy lúc trước giờ cái không, lúc chính quyền có không có lệnh bắt hay là lệnh truy tố tạm giam gì hết á, cũng như là ấy giấy tờ là bây giờ gia đình là báo cáo với trung ương là hiện giờ là bà Sang và Phan Hoàng Việt và Lê Thị Phong bị mất tích đúng không ạ? Mất tích 2 năm rồi. Là hơn 2 năm nay. Dạ. Rồi xin mọi người hãy dẫn tôi đi xem. Dạ, TV 56 xin trở lại cái cuộc phỏng vấn này. Đó, có lẽ là cô Xuyên đã không có thấy, nhưng mà cô có nghe cái tiếng nói và hình ảnh thì nó sẽ chiếu ở trên cái clip này. Yeah. Thì chúng ta thấy rằng là biết bao nhiêu bài báo của để TV đưa quý anh chị em đến những cái bài báo đó được nha. Đây, quý anh chị em thấy xin lỗi bài báo đó thì
Ở trong đây này mới đúng rồi. Để TV 256 chút xíu. Đây, những cái bài báo nè của Hòa Nhật nè, Báo Mới nè, rồi Tin Tây Nguyên nè, mà hồi nãy cô Xuyên có nói nhiều bài báo nữa. Hầu hết tất cả các bài báo của Việt Nam đều đăng những cái tin mà thất thiệt như vậy. Trong khi ông Tuấn này ông còn sống mà nói rằng là đại khái là người con trai đã thiêu bố, hỏa thiêu bố. Rồi người mẹ thì coi là người vợ thì giết chồng. Mà sự thật ông Tuấn ông còn sống sờ sờ và ông đang nói chuyện với quý anh chị em, thì làm sao mà chúng ta có thể chấp nhận được? Ở đây TV muốn là lên án cái ngành báo chí gì cộng. Báo chí theo cái kiểu mà chó hùa đó, đăng tin thất thiệt vụ án mẹ con trai cùng người yêu hỏa thiêu bố đẻ tại Hà Tĩnh. Đây là cái chuyện mà mình không thể nào mình chấp nhận được, thưa quý anh chị em. Mà đã trên 3 năm rồi, gần 3 năm rưỡi rồi mà vẫn chưa cái giải quyết cái nỗi oan ức này. Thành ra buộc lòng là TV 256 phải lên tiếng, và buộc lòng là một người con hiếu thảo phải lên tiếng để lấy cái lại cái công đạo cho người mẹ của mình. Người mẹ và người em trai của mình bị bắt giam, và cả cái cô mà con dâu cũng bị bắt giam. Ba người hiện tại đang bị bắt giam trên 3 năm trời mà vẫn chưa giải quyết. Quý anh chị em thấy quá tàn nhẫn không? Quý anh chị em thấy quá đau thương không? Nó đau thương không thể nào tưởng tượng được mà nỗi cơn oan ức này hết á. Mà người cha của cô Xuyên vẫn còn đang sống và đang sống sờ sờ với đó, mà 3 năm rồi kiện cáo nó cũng làm thinh. Làm sao chịu nổi đây, thưa quý anh chị em? Làm sao mà cái nỗi thương tâm này mà chịu nổi? Mẹ mình vẫn bị giam trong tù, em trai mình cũng bị giam trong tù, làm sao? Thành ra bắt buộc cô Phan Thị Mỹ Xuyên này phải lên tiếng cho quý anh chị em nghe cái nỗi đau thương như vậy. Thưa cô Xuyên, thì qua cái bài báo mà TV thấy đó, thì TV muốn cô trình bày về cái bài báo đó. Qua cái hình ảnh mà chúng ta đang thấy đó, có thể là cô không thấy nhưng mà quý khán thính giả sẽ thấy. Thì qua cái hình ảnh này cháu có bài báo đó ạ. Dạ. Cháu có bài báo đó để cháu đọc nội dung được, bài báo được. Cháu trình bày không, về bài không, báo không, đó. Không. Bây giờ qua cái bài báo mà hình ảnh người ta quý khán thính giả đang thấy ở trên trên diễn đàn TV 256 á, thì hình ảnh đây đó TV thấy là bà Sang nè, rồi con của bà Sang nè, và cô con dâu đây nè. Cô con dâu là bằng cái áo Paris. Thì trên bàn đó chúng ta thấy là có cái dây xích nè, không? Rồi có con dao nè, con dao mà cứa nước đá đó. Thì bây giờ cô Xuyên, qua cái hình ảnh này đó, TV nghĩ đã cô từng thấy rồi đó, thì cô cắt nghĩa cho cái dây xích với con dao, và tại sao có cái vụ mà đốt ở trong nhà cô như vậy. Xin cô kể cho quý khán thính giả biết nghe về cái sự thật này. Dạ, để cháu kể là cái dây xích đó là không phải là dây xích mà là cái dây để mà khóa cửa nhà. Thì thường thường như ở miền Tây thì quý vị cũng có thấy đó, cái cổng rào cũng vậy. Thì thường thường mình sẽ dùng một sợi dây xích để mình quấn cái cổng rào lại, rồi mình lấy ổ khóa mình bóp lại, thì để mình dùng để mình khóa cửa thôi. Chứ cái dây xích đó thì cũng không phải là hung khí gì. Rồi một phần thứ hai là những cái dao mà để trên đó thì tất cả quý vị cũng thừa biết, thì những con dao mình cũng sử dụng trong gia đình thôi. Nếu như trong gia đình mình sinh hoạt gia đình mà không có dao sao mình sử dụng được. Đó thì cái đó là lời nói của Mỹ Xuyên. Thì lúc Mỹ Xuyên về thì những cái con dao đó nó đã có rồi. Tại vì ba của Mỹ Xuyên á là cái người nghiện rượu, cho nên nghiện rượu với bia luôn nữa. Cho nên đó là khi mà cái con dao đó là của ông Phan Văn Tứ sử dụng để mà
ông dùng để mà chặt những nước đá ra, ông uống bia, ông phụ gì đó không biết, thì cái đó Mỹ Xuyên cũng không biết, không rành về con dao đó, hay là những con dao đó là thuộc bộ phận dưới bếp trong gia đình, thì đó là Mỹ Xuyên thì Mỹ Xuyên theo Mỹ Xuyên biết sao thì Mỹ Xuyên nói vậy. TV256 thì rất rành về cái con dao này, tại vì TV256 hồi nhỏ đã sử dụng con dao này là con dao chặt đất đá. Dạ. Con dao đó đặc biệt là khi mình chặt đất đá mình phải cứa cái mình chặt một cái là nó thẳng bon à. Đó, TV256 đã từng chặt đất đá như vậy. Và tại sao có cái vụ mà hỏa hoạn mà nói rằng là thiêu đốt ông Tuấn như vậy, cô trình bày cho quý khán thính giả rõ. Dạ thì cái vụ hỏa hoạn mà thiêu đốt Phan Văn Tuấn mà chúng nó đưa lên á, là đó là một cái hiện trường giả. Hiện trường tại giả. Tại vì là cái vụ tranh chấp đất đai thì nãy giờ như Mỹ Xuyên đã trình bày, đất đai đó bị người ta cướp lấy hết rồi. Có còn gì của ông Phan Văn Tuấn đâu mà phải giết ổng, quả thiêu ổng để mà cướp đất, đặng bà Sang cướp, bà Sang mua đồ cho con trai giết, đặng cướp đất bán về miền Tây. Trên tất cả các báo đài của đất nước Việt Nam đều nói cái câu đó. Nói là bà Sang là người âm mưu cho Phan Hoàng Việt và Lê Thị Son là cho con trai đó, là để mà giết ông Phan Văn Tuấn, cướp đất bán về miền Tây. Thì Mỹ Xuyên khẳng định về nội dung bài báo lại. Rồi Mỹ Xuyên sẽ kể lại toàn bộ sự việc cho quý vị nghe. Là lúc trước Mỹ Xuyên có kể cái chuyện tranh chấp đất đai rồi, thì là do là bọn nó là đã làm sai quy định pháp luật. Thì quý vị nào đã trong niềm quan ức thì cũng hiểu là tất cả các hệ thống của pháp luật Việt Nam rồi chứ gì, các tỉnh luôn nữa chứ không phải một mình ơn gia đình Mỹ Xuyên. Thì khi chúng nó muốn cướp cái gì của ai mà chúng nó bị phanh khui thì chúng nó sẽ diệt khẩu. Hoặc là không diệt khẩu thì đổ cho một cái tội gì đó. Ví dụ như nó tấn công tới gia đình người ta, nếu mà không có chuyện gì xảy ra thì nó đổ cho người ta cái tội chống chính quyền để nó bắt người ta. Tức là nó đã xâm nhập gia cư bất hợp pháp, không có lệnh đọc bắt tạm giam người, không có lệnh để đánh xét nhà người ta, thì nó cũng tấn công vô nhà người ta, nó cũng với một cái ý đồ là nó cũng ghét cho ta thành một cái tội gì đó. Thì Mỹ Xuyên cũng đã từng đọc báo của Việt Nam rất là nhiều, và Mỹ Xuyên cũng thấy rất nhiều vụ án oan chứ không phải như vụ án của gia đình Mỹ Xuyên. Thì sự việc xảy ra cái ngày hôm đó mà Mỹ Xuyên biết được qua điện thoại đó, thì Mỹ Xuyên sẽ kể lại cho quý vị nghe. Thì trước lúc Mỹ Xuyên về thì Mỹ Xuyên là với mẹ là về quê, thì sau quá trình cự cãi với ông Lê Tiến Quyết đó, thì Mỹ Xuyên thấy có một cái mưu đồ gì đó kỳ lạ. Sau những ngày đó thì không thành về vấn đề chia đất đó, thì ông Quyết hăm dọa và bỏ về. Thì ngày nào Mỹ Xuyên cũng nghe tiếng, ban đêm Mỹ Xuyên ngồi nghiên cứu cái hồ sơ đó, tại vì đơn Mỹ Xuyên viết cho mẹ toàn là tự Mỹ Xuyên viết tay hết. Đó, cho nên là Mỹ Xuyên ngồi ở ngay trong cái cánh cửa sổ đó, thì Mỹ Xuyên mới nghe ở ngoài đằng trước, thì trong nhà mình thì đèn sáng. Mà ở phía ngoài khu vườn của bà nội á, thì ở ngoài thì hay bị bão lũ, cho nên là bà nội trồng cây rất nhiều để mà có một cái hàng cây chống lũ. Đó, thì phía trước cái hàng cây đó nữa là một cái con mương của nhà nước, mà cái con mương cạn. Một cái con mương cạn là lá cây đồ rụng đó rồi này kia kia nọ vậy đó, nhưng mà vẫn đi được. Thì Mỹ Xuyên nghe tiếng chân người đi sột sọt sột sọt ở ngoài đó đó, mà Mỹ Xuyên không hiểu tại sao tới nửa đêm, giờ này tối hù nửa đêm rồi mà lại có tiếng chân người đi giống như rình rập gia đình mình vậy đó. Thì không phải là một ngày mà là nhiều ngày, cho nên á Mỹ Xuyên á mới sợ là tại vì Mỹ Xuyên có bị nạn, gia đình có bị nạn ở quê ở Vĩnh Thạnh rồi, thì Mỹ Xuyên mới bắt đầu mới suy nghĩ lại, mới nói trời ơi, không lẽ là nó bày mưu kế gì đặng nó bắt gia đình mình hay nó hại gia đình mình ở đây đó. Cái Mỹ Xuyên mới nói là chính Mỹ Xuyên là người về phanh khui ra cái chuyện đất đai mà làm sai trái đó, cho nên có khả năng là nó sẽ diệt khẩu Mỹ Xuyên đó. Cho nên là bữa trước bữa sau lại Mỹ Xuyên mới bàn với mẹ, mà nhưng mà ba của Mỹ Xuyên là không hợp, tại vì ba Mỹ Xuyên là em của mấy người đó. Cho nên là ba Mỹ Xuyên thì có cái bệnh là nghiện rượu, mà ông Phan Văn Tuấn nghiện rượu ở miền Tây mấy chục năm rồi chứ không phải là mới ngày giờ hôm nay đó. Cho nên là ông thường xuyên đánh đập mẹ Mỹ Xuyên là bà Quỳnh Kim Sang suốt mười mấy năm, là những lúc ông bệnh nặng lên là ông đánh là suốt mười mấy năm là kinh khủng luôn đó, là mẹ phải nhập viện thường xuyên. Rồi là Mỹ Xuyên với các em rất là đau lòng, nhiều lúc Mỹ Xuyên còn khuyên mẹ gì nè, nói mẹ ơi, bây giờ tụi con lớn hết rồi, lúc nhỏ tụi con chứng kiến nhưng mà tụi con không làm gì được, mà tụi con không đi làm ra tiền được, bây giờ tụi con đủ sức nuôi mẹ rồi, mẹ hãy chia tay giống như là ly hôn đi đó. Là mẹ chia tài sản cho ông đi, bây giờ nhà mình cũng nghèo, cũng không có được cái gì đâu, thì ông muốn lấy gì cho ông lấy đi, rồi á là cho ông về xứ ông đi, rồi tụi con nuôi mẹ. Là đó là lời của Mỹ Xuyên với lại đứa em trai mà đang bị bắt là Phan Hoàng Việt nói với mẹ. Thì thằng em cũng nói là mẹ ơi, sao mẹ chịu nổi như vậy, là con chưa từng thấy một cái gia đình nào như gia đình mình. Một tháng là ông đánh mẹ hết hai mấy ngày rồi,
khi mà Mỹ Xuyên với lại mẹ với lại các em ăn cơm chung mà một cái hốc ở trong buồng á, là ông đánh mẹ ghét rồi mẹ phải dọn riêng cho ông ăn đằng trước. Rồi mẹ với Mỹ Xuyên với các em ăn ở trong buồng thì ông vô ông nắm tóc lên vậy, ông nói là mày là đồ chó hay gì, mày là đồ chó hả, tao nói mày không nghe hả, à, tụi bay á, tụi bay là đồ chó mới ăn trong thành trong tối vậy đó. Cái ông bưng mâm cơm của mẹ Mỹ Xuyên với các em đang ăn là hất hết trơn xuống sông luôn. Tại vì nhà Mỹ Xuyên là một đường, một là quốc lộ là mé sông, cho nên là phía cái cửa trước á thì trên lộ, còn phía cửa sau là ở dưới sông. À, là ông ta bưng nguyên mâm cơm hết xuống sông hết, thì có những lúc mà Mỹ Xuyên ăn cơm hai giọt nước mắt hai hàng phải rớt xuống chiếc cơm nữa. Nhưng mà suy nghĩ á, mẹ của Mỹ Xuyên không bỏ ông được, rồi mẹ mới nói thôi con ơi, hồi ngày xưa á, lúc mà tụi con còn nhỏ á, ông cũng làm cực khổ để nuôi tụi con, bây giờ á ông bệnh tật thì lo cho ông đi, chứ bây giờ mình bỏ ông cũng không có được đâu, người ta kêu ghiêu mình lắm. Thì mẹ Mỹ Xuyên mới chịu đựng như vậy mà suốt mấy chục năm trời. Rồi á là cái ngày đó ổng nghiện rượu thì đi lại là anh chị em ổng á là kêu ổng đi về lục giấy tờ, mà những cái giấy tờ mà mẹ Mỹ Xuyên với lại ổng đi thưa kiện mà nắm giữ được đó, những cái giấy tờ gì lòi ra là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nè, rồi hồi đó là giấy hợp bàn gia đình mà mấy bà ký vô, rồi những cái giấy tờ của trên huyện Lộc Hà, rồi giấy từ chối nhận đơn khởi kiện của tòa án dân huyện Lộc Hà là ông Phan Nhân Lâm ký, cho nên gồm cái những cái giấy tờ quan trọng không hà. Cho nên là thủ đoạn của chúng nó là chúng nó sẽ là sai ông Tuấn về để mà cho ông Tuấn uống rượu, tại vì ông bị nghiện rượu. Thì cái diễn biến trước đó là ông Tuấn đã vô lục giấy tờ rồi, thì ông Tuấn thường khi á, là mẹ Mỹ Xuyên để giấy tờ trong cái bị đồ á, rồi cái ổng nhìn thấy mẹ Mỹ Xuyên hay lục ra đem đi photo đặng mà gửi đơn kiện. Thì bữa đó ổng đi lại đằng nhà của bà cô thứ ba là bà tên là Phan Thị Thai, thì ông uống rượu vô bãi thai cho ông uống rượu gì không biết, biểu ông đi về lục giấy tờ. Ông đi về ông vô lục giấy tờ, nhưng mà ngày hôm trước là Mỹ Xuyên biểu mẹ là đem giấy tờ á, mẹ đổ gạo ra hết, rồi mẹ bỏ dưới đá lu gạo đi, rồi mẹ chất gạo lên đậy lại là thì không ai biết hết trơn á. Thì ông vô ông mở lục thì ông không thấy giấy tờ đâu. Đó, cái mẹ Mỹ Xuyên vô tình, mẹ Mỹ Xuyên vô gặp ông mới hỏi ông làm gì vậy. Cái ông trả lời á, là ông nói là tôi lục cái giấy chứng minh của tôi, bà để giấy chứng minh tôi đâu rồi. Thì mẹ Mỹ Xuyên mới nói á, giấy tờ gì mà đòi, ông ở đây ông có làm gì phải đòi giấy chứng minh nhân dân. Cái xong cái bắt đầu ông mới giật mình, xong ông không lục nữa. Cái ổng cứ nhìn đi kiếm giấy tờ hoài luôn vậy đó. Cái mẹ Mỹ Xuyên mới ra ngoài điện nói như nè, con nói đúng y hịch luôn, may mà mẹ cất giấy tờ rồi, chứ nếu không là ông lục ổng đem ổng đưa cho chị em ổng đốt bỏ hết trơn luôn rồi. Đốt bỏ luôn cái giấy chứng nhận sử dụng đất mà nó cấp không hợp pháp đó đó, mà Mỹ Xuyên thường khi đưa lên đó. Cái xong xuôi hết trơn rồi, cái qua mấy ngày sau, cái bắt đầu là ngày nào từ cái bữa mà ông Tuấn về sai chỉ đạo ông Tuấn về lục giấy tờ không được, thì mấy ngày sau là mấy bà cứ đến kiếm chuyện, ngày nào cũng đến kiếm chuyện, một hai ngày đến kiếm chuyện xong rồi á, họ gạch đá vô rồi đuổi mẹ Mỹ Xuyên về, nói á là mày á, chị em tao không công nhận mày, mày là cái con nào à, mà mày dám về đây giành đất giành đai thưa kiện thưa nọ kia. Cái mẹ Mỹ Xuyên mới nói á, là tôi là vợ con Tuấn, thì tôi với ổng có hôn thú đàng hoàng mới sanh được ba đứa con đó đó. Rồi bắt đầu á là mấy bà ấy cứ chửi nói xấu hổ nhục nhã, kiểu như là nó không công nhận mẹ của Mỹ Xuyên vậy đó. Rồi cuối cùng mấy bà chọi gạch đá vô, rồi mấy bà nói là kêu á là à, mày đem mấy cái giấy hợp bàn gia đình bữa hổm tôi ký trả lại đây. Bà nói gì đó, mấy bà nói là kêu trả cái giấy mà mấy bà ký hợp bàn gia đình là thống nhất chia đất theo kiểu như vậy đó. Rồi cái bắt đầu rồi cái đã đời cái đòi là mày đưa những giấy tờ không rồi mày đi kiện đây, còn không thì mày không đưa thì mày cút đi về miền Tây. Rồi xong xuôi hết trơn rồi, cái lúc đó là hai đứa em trai của Mỹ Xuyên là cũng có mặt ở đó, mà Mỹ Xuyên thì về miền Tây rồi. Thì hai đứa em trai mấy bả mới tấn công vô nhà, thì hai đứa em trai mấy sách mấy quăng mấy cô mà, thì mấy đứa nó kè rồi nó quăng ra ngoài đằng ngoài trước cổng rào, rồi nó bấm cổng rào nó khóa lại đó. Thì bắt đầu là cứ như vậy đó, mà họ miễn mở cổng rào ra thì mấy bà tới kiếm chuyện. Rồi xong xuôi cái thằng mà tên Phan Huy Bắc đó là nó là con của ông Trần Khắc Tú với bà Phan Thị Thai. Bà Phan Thị Thai với ông Trần Khắc Tú là vợ chồng, hai người này là cô thứ ba của Mỹ Xuyên. Và ông Trần Khắc Tú dính trong đường dây cái vấn đề mà đi làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ ông Phan Huy Hồng, bà Lê Thị Vân đứng thừa kế. Được ủy quyền tại thành phố Hồ Chí Minh để ông Trần Khắc Tú về liên hệ với thằng Lê Tiến Quyết với Ủy ban Nhân dân huyện Lộc Hà làm thủ tục không hợp pháp. Đó, rồi ông Trần Khắc Tú đã ký mạo những chữ ký là bây giờ Mỹ Xuyên không cần biết chữ ký khác, nhưng mà ký mạo chữ ký của ông Phan Nhân Tuấn là để mà cắt giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không hợp pháp cho hộ Phan Huy Hồng.
Yeah. Rồi xong rồi chính vì thằng Phan Huy Bắc đó là con rể của hai người này, cho nên á là khi mà hai người này bị kiện thưa, tại vì kiện thưa thì dính tới hai người này, cho nên là ngày nào nó cũng tới kiếm chuyện hết. Nó tới rồi nó chỉ trỏ vô mặt mẹ Mỹ Xuyên, nó điệt bố điệt mẹ. Nó nói là nó kêu mẹ Mỹ Xuyên bằng tụi bay luôn. Nó nói là với em Mỹ Xuyên với lại cha Mỹ Xuyên á, nó nói là tụi bay á về đây quậy phá phải không, tụi bay cút khỏi nơi đây nha. Là nó hăm dọa cái kiểu giống như là nếu mình không cút khỏi sẽ cho côn đồ xã hội đen thanh toán mình hay gì đó. Thì theo Mỹ Xuyên nói vậy. Yeah. Nó là nó đuổi cổ mà em của Mỹ Xuyên nó mới nói mày láo hả? Mày chửi mẹ tao hả? Mày cút khỏi đây. Mày là cái gì mà mày lại đây mày chửi mẹ tao? Thì đã có xô xát với cái thằng đó một hai lần rồi. Yeah. Là nó lại nó chửi nhiều lần, nhưng mà xô xát một hai lần là những lần mẹ cháu ở ngoài một mình á, thì mẹ cháu không có xô xát. Nhưng mà tới khi em cháu về á thì giữa em cháu với cái thằng Phan Huy Bắc đó đã xô xát hết một hai lần. Là lý do là nó ngang nhiên nó tới gia đình mà nó vô nó chửi người lớn rồi á, là nó không có liên quan trong cái hạng thừa kế đó, mà nó tới gia đình để nó can thiệp vô cái chuyện trong gia đình của người ta đó. Rồi cái lúc mà cái bữa hôm sau cách đó là mấy bà lừa quậy đòi cái giấy tờ đó không được, thì bắt đầu mới tổ chức ra rước ông Phan Văn Tuấn đi nhậu. Rồi là bây giờ cái bữa mà bây giờ thì người ta cũng tạm hiểu rồi. Thì bây giờ TV muốn rằng là thắc mắc cái chuyện là tại sao có vụ hỏa hoạn, cô có thể cắt nghĩa được không? Tại sao có lửa? Cái vụ hỏa hoạn là chiều đó là chiều ngày mùng 10 tháng 6 năm 2016, thì có chiếc xe du lịch ở đằng trước cái đường quốc lộ á, là nhà nội cháu nhìn ra cũng không có bao xa thì có cái đường quốc lộ, thì lỗi tắt đường đồng ra chút xíu là tới cái đường quốc lộ. Thì em cháu mới điện thoại về kể cho Mỹ Xuyên nghe, là nói là tụi nó cho xe du lịch gì rước ổng đi nhậu đây, hồi ổng nhậu đây rồi ổng về ổng hay quậy mẹ lắm. Yeah. Thì đó, thiệt tịch luôn, là tầm khoảng 2 giờ mấy là tụi nó rước ông Phan Văn Tuấn đi nhậu đó. Thì cái suối biểu thì mình không nghe thấy, nhưng mà theo Mỹ Xuyên độ là vậy. Thì sau khi 4 giờ mấy ông Phan Văn Tuấn, chiều 4 giờ mấy ngày mùng 10 tháng 6 năm 2016 Phan Văn Tuấn về, thì ông Phan Văn Tuấn có cự cãi với bà Sang, là ông Phan Văn Tuấn chửi bà Sang, là cháu nghe qua điện thoại là ông Phan Văn Tuấn chửi bà Sang là anh chị em tao không ưa mày, anh chị em tao ghét mày, anh chị em tao không ưa mày cho nên biểu mày cút đi về trong miền Tây, tại sao mày không nghe mày cố lì để ở đây mày quậy hoài đó. Là cái lời của Phan Văn Tuấn nói. Cái xong mẹ cháu không biết nói cái gì đó, nói là cũng như là về đây mà anh em ông đối xử với tôi như vậy này kia nọ, mà tới thậm chí là có miếng đất để cất nhà ở thôi mà còn giành giật mà còn ác đức như vậy nữa. Thì ông mới cầm dao, ông cầm một cái dao thái nhỏ, là ông chạy rượt bà Sang vòng vòng cái khu đất mà bên phía trống mà chỗ cái căn nhà đó đó, rượt chạy vòng vòng luôn. Cái bà Sang mới chạy, thì lúc đó là Phan Hoàng Việt mới điện thoại cho cháu, thì nói quá trời là chị ơi, mấy ngày thì mấy bà kia lại quậy, bây giờ ổng đi nhậu về xong rồi tự nhiên cái bắt đầu ổng kiếm chuyện với mẹ giờ. Mới đầu thì cháu chưa nghe nói cầm cái dao, cháu mới nói là kệ đi, mình làm con mà bây giờ mà cha mẹ thì nói qua nói lại thì mình làm con mình không có xen vô đó. Thì bây giờ ví dụ như là hồi nào giờ ổng vẫn vậy chứ đâu phải mới bây giờ ổng mới cự cãi với bà đâu. Yeah. Các đầu hỏi cái nó nói không phải, bây giờ ổng đang xách cái dao ổng ngược bà chạy vòng vòng kìa, bây giờ làm sao? Thì cháu mới nói một câu như vậy chứ mấy chục năm rồi ổng đánh mẹ mình trong miền Tây mình không biết sao, mà bây giờ mày lớn rồi chẳng lẽ mày không biết làm sao để giữ để bảo vệ mẹ hay sao mà hỏi làm sao đó. Thì cháu nói vậy thì bắt đầu là ở ngoài thì không biết làm sao, rồi xong cái cuộc điện thoại đó thì chắc là nó can ra rồi nó mới lấy cái dây cột nhà gì đó. Rồi. Nó lấy cái dây mà gọi là dây xích hồi nãy mà trên cái bàn đó đó. Dạ, rồi nó mới quấn ổng vô trong cột nhà nhưng mà không có khóa ổng lại, tức là chỉ là quấn ổng lại thôi, là vì ổng xỉn quá rồi thì quấn ổng lại rồi nó giữ ổng ở đó. Thì ở đâu mới vừa quấn ổng lại xong là anh em chị em ổng công an rồi cả côn đồ luôn lại đầy nhà hết trơn, đầy sân hết trơn. Rồi xong xuôi hết trơn rồi á là bắt đầu á là thằng Việt em cháu á nó mới thấy đông quá trời đi, rồi bò ở dưới cái nạp mà cái hàng cây chống lũ nữa. Rồi nó cũng mẹ cháu thì điện chứ nó không có điện, cái mẹ cháu mới nói trời ơi quá trời Xuyên ơi, mà mấy bà chị ổng lại rồi với lại là công an rồi này kia đông dữ lắm luôn rồi con ơi, mà ở đâu mà mấy bả lại nhanh chóng luôn. Cái xong cái thằng Việt nó mới ra nó bóp cái cửa rào ngoài lại á, cái cửa rào mà yeah. mà cái cổng rào á ra nó bóp lại rồi nó đẩy cái bả ra xong nó bóp cái cổng rào lại. Thì á là nó rút vô nhà, nó mới gài chốt cửa nhà lại. Thì là có một cái người đi lúc đó là chưa biết cái người đó là ai,
ta trèo vào rồi đập cửa tông cái cửa nhà chính vô, thì trong lúc nó hoảng quá nó mới quăng xăng từ trong nhà ra, thì là cháy cái thằng là cháy cái thằng mà thằng tông cửa vô nhà đó. Nhưng mà ngược lại nó dựng hiện trường là đốt ông Tuấn, thiêu sống ông Tuấn, tẩm xăng lên người ông Tuấn, đổ từ trên đầu tới chân. Là tẩm xăng cái gì đâu phải đổ từ trên người tới chân, thì người ông Tuấn là tẩm tới hai lần, thì ông Tuấn mượn đứng đầy xăng thì tẩm tới hai lần, cho nên là nó nói là tẩm xăng trên người ông Tuấn những hai lần để mà nhằm thiêu sống bố. Như vậy thì cộng đồng và quý vị hãy nghe xem một điều vô lý không, tại sao tẩm xăng lên người ông Tuấn hai lần mà ông Tuấn không bị bật lửa cháy, mà lại cái thằng tông cửa vô nhà lại bị cháy, mà lại nó không đề cập tới cái thằng Phan Huy Bắc mà đập cửa xông vào gì, mà tụi nó tự đưa cái hiện trường giả nó lên. Mà từ cái ngày truyền thông của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, tất cả báo của đảng đăng tin mẹ Mỹ Xuyên âm mưu cho em trai cùng bạn gái của em trai giết cha, mà tới khi cái thằng đó nó bị cháy mà lại không tới bệnh viện quay hình ảnh nó như thế nào đưa lên cho mọi người được biết đó. Quý vị hãy mở những cái bài báo của nhà vụ án của nhà Mỹ Xuyên lên đi, quý vị có thấy là nó có tiếp tục đưa tin về cái vấn đề cái thằng tên gì mà tụi nó đưa lên là Phan Huy Bắc gì đó có bị cháy không, thì Mỹ Xuyên cũng không biết được nữa đó. Rồi tới bây giờ luôn là nó ém vụ việc tới bây giờ luôn đó. Thì nội tình là Mỹ biết được là vậy. Cái đó là thật tình là cô Xuyên là không có ở tại hiện trường, thì chỉ có nghe kể thôi. Bây giờ đó có cái câu TV256 muốn hỏi là cô có được đi thăm mẹ không, và đã từng gặp mẹ sau khi mẹ bị bắt vô tù không? Dạ không, khi cháu mà đi cho em trai với lại cái người mà có đứng trong cái YouTube mà hồi nãy mà chú 256 kể lên đó là cái người nhân chứng đó. Là người đó có dẫn cho em trai với lại là cha Mỹ Xuyên đi thăm. Là Mỹ Xuyên cũng có lời nhờ tới, tại vì hồi lúc trước đó cái người đó có mặt tại hiện trường là lúc mà ông Lê Tiến Quyết hăm dọa Mỹ Xuyên, với lại là lúc ông Lê Tiến Quyết chia đất đó mà không chịu chia đó, là người đó chính là người nhân chứng đó. Nhân chứng trong cái vụ án mà hãm hại gia đình Mỹ Xuyên đó. Có lý do nào mà không có cho cô đi thăm mẹ không? Không có cho đưa dạ, lý do cháu không? Cháu không đi, nhưng mà cái đứa trên màn hình hồi nãy mà chú 256 phát đó là đứa em trai út là Phan Hùng Bắc đi thăm, với lại ông Phan Văn Tuấn đi thăm, với lại ông với lại mượn là ông Nguyễn Hạnh Phúc là cái ông đứng phía cùng nói chung là nhân chứng trong đó đó. Dạ. Là đi thăm. Rồi họ có gặp mẹ của cháu không? Dạ không, nó giấu mẹ cháu đâu, cháu cũng không biết luôn nữa. 3 năm trời là không gặp mẹ luôn. Dạ, rồi lúc đó là đi thăm là em trai kể, em trai điện về nói là em ngồi đợi, em thăm anh Việt được rồi. Rồi anh Việt kể nói lúc đó em điện về mình cũng sốt ruột lắm. Nói anh Việt kể nó kêu đưa lỗ tai vô đây anh nói nhỏ cho nghe nè. Trời ơi mẹ bị đánh dữ lắm luôn, anh bị đánh nhiều lắm mà mẹ cũng bị đánh dữ lắm, nhưng mà sức của anh chịu được, nhưng mà đánh mẹ anh nghe thấy được anh chịu không được, hai tay anh bị xích xiềng, anh tức điên lên nhưng anh không làm gì được. Là đó là lời của em trai là em Phan Hoàng Việt, đứa bị nhốt tù đi thăm được đó, nói ra vậy đó. Rồi nói là nó biểu mẹ là nhận tội là phải âm mưu thủ đoạn để mà giết ông Tuấn, là tụi nó vô giải cứu, nếu mà mẹ cháu không ký không nhận tội thì nó đánh hoài. Là đó là theo như Mỹ Xuyên á thì suy nghĩ á, thì mẹ cháu không có tội cho nên làm gì mẹ cháu nhận tội, cho nên nó mới giấu mẹ cháu mất tích tới giờ luôn đó. Còn cái chuyện hiện giờ mẹ cháu còn sống hay không thì Mỹ Xuyên không biết. Cho tới thưa quý vị, cho tới thời điểm hiện nay Mỹ Xuyên ngồi đây là hơn 3 năm trời, gần 4 năm rồi, Mỹ Xuyên không biết mẹ mình bị tỉnh Hà Tĩnh giam giữ ở đâu và bị ép cung đánh đập, hiện giờ còn sống hay là đã chết. Mà phía hàng Trung ương cũng không can thiệp tới luôn, để cho một cái vụ việc này cho chúng nó giết người như vậy luôn đó. Kinh hoàng, thiệt là kinh hoàng. Trên 3 năm trời mà lại không có được gặp mẹ nữa. Người con trai cũng đi thăm mẹ cũng không được gặp mẹ nữa. Và ngày hôm sau á, hứa là ngày hôm sau nó sẽ cho ra thăm mẹ cháu. Là cái thằng Tính, mà cái thằng ký trong cái giấy mời triệu tập lần thứ nhất đó. Đó là nó nói là em cháu mới ra thì ra ngồi đợi nó, thì đợi hoài luôn, nó cho đợi hoài luôn. Là nó hẹn giờ chiều thì đầu giờ chiều là 1 giờ em cháu ra ngoài công an tỉnh á, là đợi hoài, ngồi đợi hoài luôn, ngồi tới chiều 4 giờ luôn. 4 giờ mà nó không gọi nó cho đi thăm, cái 4 giờ cái nó đi ra,
Bốn giờ cái nó đi ra cái nó báo với em cháu là bây giờ đi về đi, ê, lãnh đạo không cho thăm mẹ mày. Ê, em cháu mới hỏi là tại sao không cho thăm mẹ tôi, thì nó nói là mẹ mày không nhận tội, không cho thăm mẹ mày đó. Nó chỉ phát có câu vậy thôi, mẹ mày không nhận tội, không cho thăm mẹ mày. Có khi nào cô nghĩ rằng đó mẹ của cô bị giết trong tù không? Cũng có thể chứ. Tại sao cái lý do gì mà 3 năm không gặp mẹ? Lúc mà đi thăm nuôi về là em cháu nói là cháu thật sự là nói thật ra là mọi người cũng biết rồi, nếu ai là một đứa con thì mà cha mẹ mình lâm vô, đừng nói là lâm vô cảnh nạn tai như vậy thì phải đau xót lắm. Thì Mỹ Xuyên về Mỹ Xuyên mất tinh thần luôn. Tức là em về nói vậy rồi là Mỹ Xuyên cứ nghĩ là trường hợp mẹ mình bị giết chết mới không cho gặp thôi. Chứ mẹ Mỹ Xuyên đâu phải phạm tội chính trị hay đâu phải là cái tội gì mà nặng nề mà tội chính trị cũng phải cho thăm. Mỹ Xuyên hiểu vậy. Chứ hồi nào giờ thì theo hiến pháp thì cái người phạm tội cho dù người ta phạm tội, người ta đi tù nhưng mà vẫn phải được cho thăm người nhà gặp mặt, vẫn cho cung cấp lương thực vô. Nhưng mà chỉ có trường hợp của mẹ Mỹ Xuyên thôi là không cho thăm mẹ Mỹ Xuyên, thì Mỹ Xuyên không biết được là chúng nó đã làm gì mẹ Mỹ Xuyên nữa. Sẵn đây đó, những cái người mà trách nhiệm là ở Hà Tĩnh rồi, những cái người mà TV256 vừa nêu lên đó, bây giờ TV256 muốn nêu lên lại những cái tên đó, những cái tên đó ra. Trong đây đó là có những cái tên nằm trong chính quyền, đó là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Trần Tiến Hưng, TV gọi đích danh Trần Tiến Hưng nha, phải chịu trách nhiệm về cái vấn đề này. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân là Lê Đình Sơn, Chánh án Tòa án Nhân dân là Nguyễn Văn Thắng, Viện trưởng Viện Kiểm soát Nhân dân là Lê Thị Quỳnh Hoa và Bí thư Tỉnh ủy là Lê Đình Sơn. Mấy người này phải chịu trách nhiệm giải quyết cái nỗi oan sai này. Và đây đó, nếu mà mấy cái quý vị mà không giải quyết được á, thì TV nghĩ đó là sẽ đến phiên á, cái người mà chịu trách nhiệm chính thức đó là cái ông chủ tịch nước. Ông chủ tịch nước gọi là Nguyễn Phú Trọng phải chịu trách nhiệm. Ông phải biết những cái trường hợp oan sai như thế này chứ. Trên 3 năm rồi mà không gặp mẹ, mà bây giờ mẹ không biết ở đâu nữa. Rồi ông thủ tướng rồi mà Nguyễn Xuân Phúc nữa. Một ông chủ tịch nước rồi Nguyễn Xuân Phúc rồi bà Nguyễn Thị Kim Ngân nữa, chủ tịch quốc hội nữa. Tại sao cái trường hợp oan ức này mà không giải quyết? Mình không giải quyết thì mình cũng phải quỳ xuống ở phía dưới chứ. Mình đâu có thể nào mà kỳ cục như vậy. Trong khi ông Tuấn ông vẫn còn sống mà các báo gọi là TV nói là chó hùa là vậy đó. Các báo đăng cùng một tin hết trơn à. Không ai dám gọi là viết ra một cái bài báo nào khác hết đó. Mỗi báo thì mỗi người phải viết báo riêng chứ. Tại sao đăng một bài báo chung mà. Một cái nhà nước như vậy đó, nó đâu có là tự do báo chí. Nó hoàn toàn không có tự do báo chí. Nó chỉ đăng bài gọi là nó sợ chịu trách nhiệm rồi nó đăng bài chung hết trơn à. Mà nói chung là nói là con mà thiêu sống bố, mà trong khi bố còn sống sờ sờ trước mặt mà không sửa đổi nữa. Mấy bài báo vô trách nhiệm vẫn còn cái đó. TV thấy như một cái đất nước mà như vậy đó không có quyền tự do báo chí, thành ra nó mới xảy ra như vậy. Thành ra cái không có quyền tự do báo chí rồi làm sao báo chí trong nước mà dám binh vực cô Xuyên được. Báo chí trong nước hoàn toàn không dám. Người là cô có gặp nhà báo nào trong nước mà phỏng vấn cô không thưa cô Xuyên? Ông cháu có lúc cháu đi Hà Nội á, cháu có dẫn trực tiếp nhân chứng sống là ông Phan Nhân Tuấn cha cháu lại nhà báo Dân Trí, là nhà báo Dân Trí là số 2 Giảng Võ. Yeah. Đó, cháu dẫn lại tới nhà báo Dân Trí luôn của thủ đô Hà Nội luôn, rồi cháu dẫn nhân chứng sống lại thì nó chỉ ra nó chụp, nó ra tiếp cha con cháu, mà chẳng những dẫn lại mà có cái đơn kèm theo nữa. Có cái đơn kèm theo là đơn tố cáo đó, đơn tố cáo là những cái vấn đề mà báo viết với những vấn đề này kia. Cái nó đổi thừa là cái người ra tiếp cháu á, nó không có để bản tên, nó chỉ mặc áo sơ mi thôi, cháu không biết nó tên gì.
cái là tiếp cháu cái nó nói là nó đổ thừa cho nó đổ thừa là cái thằng cung cấp tin là thằng công an Nguyễn Trọng Chanh nè, muốn gì thì nói chuyện với phía công an á. Nó nói cháu vậy đó, nó là người đăng tin mà nó nói cháu là muốn cái gì thì nói chuyện với công an á. Rồi nó nói bây giờ ông Tứ còn sống thì để nhân chứng sống đây thì chúng tôi chụp cho tấm hình, thì nó kêu hai cha con ngồi sát với nhau, xong rồi cái nó chụp tấm hình, nó nói là tấm hình này để nó giữ lại làm bằng chứng sau này vậy thôi, nó không vào cuộc giải quyết cho gia đình cháu cái gì hết trơn luôn. Là cháu đã từng dẫn cha cháu đi tới nhà báo dân trí của số 1 Giảng Võ, ở số 2 Giảng Võ, rồi sau khi cháu đi Hà Nội về, cháu lại em trai út của cháu là thằng Phan Hùng Bắc á, có dẫn cha cháu lại đài truyền hình Lết Việt nữa. Đài truyền hình Lết Việt nó đã cung cấp tin tức là hai đài truyền hình Lết Việt với đài truyền hình Vĩnh Long. Nhưng mà đài truyền hình Lết Việt thì nó có đăng là cho em cháu nói một cái đoạn nói, rồi xong tự nhiên bộ nó được cái lệnh hay gì đó, sợ là em cháu nói những cái câu nói đó ra thì nếu mà đưa lên nó thì bức xúc quần chúng. Tại vì cháu lặp lại câu nói của em cháu gì nè, em cháu là Phan Hoàng Việt, nó quay em cháu đứng, xong cái không biết nó hỏi em cháu cái gì mà không có phát lời phóng viên hỏi. Em cháu mới nói là tại vì trong lúc đó là tôi đông người quá tấn công áp đảo tới nhà tôi, thì trong lúc tôi cảm thấy sức mình lên, tôi không thể chống lại một cái lực lượng như vậy, cho nên tôi đã khóa cổng rào lại, rồi tôi rút vô nhà, tôi mới gài cái chốt cửa nhà chính lại, thì nó cố tình kèo gào và đập cửa xông vô, cho nên trong lúc quảng quá tôi mới quăng xăng ra. Đó là lời của em cháu nói. Rồi xong không biết nó hỏi em cháu cái gì nữa, cái xong em cháu mới nói là không, tôi không biết cái người tôi quăng xăng là ai hết. Là em cháu trả lời trên đài truyền hình Lết Việt như vậy đó, là cháu thường thuật lại từng lời nói của em trai Phan Hoàng Việt trả lời trên đài truyền hình Lết Việt. Xong rồi thời gian cháu đi Hà Nội về ghé đài truyền hình Lết Việt, xong là mới trong vòng chưa đầy tuần lễ là đài truyền hình Lết Việt hút bỏ khỏi Liên Online. Xong là thời gian sau cháu gõ lên, cháu ra tiệm nét, cháu gõ lên mạng hoài, cháu không tìm thấy cái YouTube đó nữa, nó tháo xuống mất tiêu rồi. Ghê thiệt, kinh hoàng thiệt. Cô Xuyên à, cô kể cho hết cho quý anh chị em nghe là những cái cơ sở truyền thông nào mà cô đến đi. Dân Trí nè, đài truyền hình Vĩnh Long nè, đài truyền hình Nét Việt nè, rồi ngoài ra cơ sở báo chí nào cô đã đến nữa, cô nhớ không? Cháu đến báo Lao Động, nhưng mà báo Lao Động nói là báo Lao Động không có đăng cái bài này để báo Lao Động in ra dùm cho. Cái báo Lao Động làm bộ lên coi, cái báo Lao Động nói nè, Dân Trí đăng nè, đi qua bên Dân Trí đi. Đầu tiên là Mỹ Xuyên dẫn cha tới nhà báo Lao Động của thủ đô Hà Nội. Rồi tới báo Lao Động xong, cái báo Lao Động mới tiếp cháu cũng nói chuyện đàng hoàng lắm. Cái nói gì nè, nói nhưng mà ở chỗ chúng tôi không có đăng bài báo của vụ việc của nhà cô, tôi để tôi tìm giúp dùm cho. Nhưng mà phải lên tiếng chứ, mình thấy cái sự sai trái đó mình phải lên tiếng chứ. Tại nhưng sao mà không lên tiếng? Tại sao nói là giết cha bằng lửa, tưới xăng vô cha để mà đốt, mà bây giờ người cha còn sống rờ nữa mà báo chí lại không lên tiếng làm sao? Báo chí phải tường thuật mấy cái vụ đó chứ. Rồi xong cháu tới đài truyền hình Lết Việt, thì đài truyền hình Lết Việt sau thời gian sau là rút bỏ khỏi Liên Online cái truyền hình đó. Rồi cháu tới là Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, đại diện miền Nam. Cháu tới tại vì lúc đó cháu về quê rồi, cho nên là cháu chỉ có là tới ở chỗ Sài Gòn được thôi, xa lắm, ngoài Hà Nội thì cháu đi không được nữa. Cháu tới là Viện Kiểm sát Tối cao, đại diện miền Nam, là báo bảo vệ pháp luật đó, báo bảo vệ pháp luật miền Nam đó. Báo bảo vệ pháp luật nữa. Dạ. Dạ. Là cái đó là nơi đại diện của Viện Kiểm sát Tối cao luôn. Rồi có một người tiếp cháu, xong rồi cái cũng có nhận đơn cháu nữa, rồi biểu cháu đi về đi. Rồi biểu cháu đi về đi, rồi từ nữa người ta xem xét thì bắt đầu là im luôn tới giờ luôn đó. Là không có trả lời, cũng không có gì hết trơn, cũng không có can thiệp vô vụ án của gia đình cháu gì hết trơn luôn. Là hình như là Viện Kiểm sát Tối cao đó là cơ quan báo chí đó, là nằm ở quận Tân Bình. Cháu còn nhớ ngay chân chỗ dòng xe Phú Nhuận mà xéo xéo ngang đó. Mà lấy cái tên là bảo vệ pháp luật đó phải không? Bảo vệ pháp luật đó phải không? Dạ, dạ, bảo vệ pháp luật là báo pháp luật luôn đó. Mình là báo pháp luật. Báo pháp luật. Cái tên là báo pháp luật thì phải, chứ không có chữ là bảo vệ phải không? Nhưng mà cái tên là báo pháp luật phải không? Vậy là bốn cơ sở truyền thông rồi biết được cái sự việc sai trái này mà vẫn không lên tiếng. Để TV 256 phải lên tiếng ngày hôm nay. Rồi còn một nhà báo nữa, em cháu có tới nhà báo Thanh Niên của Thành phố Hồ Chí Minh rồi. Thì trình bày sự việc thì báo Thanh Niên bảo với em cháu là cái báo Thanh Niên thì cháu không có đi, lại thằng em cháu út cháu đi đó, thằng Phan Hùng Bắc đi. Thì nó nói là cái này là
cái này vụ việc này lớn lắm, ở đây không có can thiệp được, là cái phía báo thanh niên trả lời với em cháu vậy đó, là không không có nhận đơn gì luôn nữa. Trời báo ơi, thanh niên của thành phố. Mấy cái trường hợp này đó, mà nếu mà báo chí nước ngoài là nó rất cần biết những cái sự thật như vậy để nó đưa tin, tại vì có nhân chứng, nó phải giúp đỡ những người dân để mà tìm hiểu những cái sự kiện mà sai trái nó đưa lên thì người ta mới xem báo nó. Chứ bây giờ báo chí trong Việt Nam mà biết bao nhiêu tờ mà thanh niên pháp luật rồi lao, nãy chị cô Xuyên nói lao động luôn phải không, cũng không dám lao động luôn. Thì thôi rồi, cái ngành báo chí Việt Nam là biết rằng là cái loại này là loại báo chí đảng rồi, báo chí chỉ mà tung tin làm có lợi cho đảng thôi, chứ nó không phải là báo chí. Coi như là báo chí bị bịt miệng, bóp miệng hết, nó không có đưa ra cái sự thật. Lẽ ra theo như suy nghĩ của Mỹ Xuyên nói cho quý vị trong và ngoài nước, nhân dân Việt Nam trong và ngoài nước như thế này, chuyện của gia đình Mỹ Xuyên rất là đau khổ, nhưng mà lẽ ra khi mà Mỹ Xuyên tới em Mỹ Xuyên dẫn nhân chứng sống là ông Phan Văn Tứng tới là đài truyền hình Nét Việt á, thì phóng viên nó đã đi quay để mà tung tin cất không chính xác cho gia đình người ta, để hãm hại người ta. Thì bây giờ là có cái sự khác biệt ra thì nó phải ra để nó phỏng vấn ông Phan Văn Tứng để nó trực tiếp đưa lên đài trở lại. Đúng đó là mới đúng là nhân cách của một nhà báo. Đúng. Một phong cách của một phóng viên nhà báo và một cái quy định của đảng và nhà nước đưa ra cho nghề làm báo, và nghề làm truyền hình và nghề làm báo. Nhưng mà chúng nó là thật sự là chúng nó uổng cho chúng nó học cao quá, nó không có một cái nhân cách gì hết á. Dạ, TV nghĩ là cũng khoảng đủ rồi đó. Bây giờ cô Xuyên có muốn nói những cái lời nào mà cần thiết nhất không, để cho quý khán thính giả của TV26 được biết không? Dạ muốn, là thời gian vừa qua thì Mỹ Xuyên thật sự là không biết chú 256 là ai. Mỹ Xuyên rất là mừng lúc mà thời gian mà Mỹ Xuyên đưa lên thì rất là ít lượt xem, người ta không có xem YouTube của Mỹ Xuyên đưa lên. Nhưng mà Mỹ Xuyên rất hy vọng là mình Mỹ Xuyên thường xem tin tức trên đài lắm, cho nên Mỹ Xuyên rất hy vọng khi Mỹ Xuyên đưa tin tức lên vậy sẽ có một cái người nào đó, người ta thấy hoàn cảnh mình, người ta sẽ giúp cho mình. Nhưng khi mà được TV256 đăng thì rộ cả nước hết, thì Mỹ Xuyên rất là mừng. Trong cái thời gian đó Mỹ Xuyên cứ nghĩ là lúc đó là chuyện của mẹ Mỹ Xuyên sẽ được giải quyết rồi đó. Thì cái lúc mà chú 256 đăng lên chuyện của nhà cháu là sau 4 ngày là tòa án dân tối cao tại Hà Nội là gửi thư khẩn cấp đó, gửi phát nhanh vô nhà cháu là báo là đã thụ lý vụ án của mẹ cháu, nhưng mà giao là kính gửi là chuyển cái đơn đó qua cho là tòa án nhân dân cấp cao giải quyết, là thẩm quyền giải quyết, là tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội luôn, là công văn số 75 thì Mỹ Xuyên cũng có thường đưa lên đó. Thì cho tới thời điểm hiện nay luôn là từ ngày tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội thụ lý thì hiện nay Mỹ Xuyên nghĩ là gần 2 năm rồi đó, nhưng mà tới hiện nay luôn là Mỹ Xuyên cũng không có một cái giấy thông báo gì từ phía tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội là điều tra vụ án hay là xét hỏi nhân chứng như là ông Phan Văn Tứng hay là Mỹ Xuyên tại sao đi khiếu kiện này kia, rồi cho Mỹ Xuyên được kể hết trơn, không có cho Mỹ Xuyên nói. Tới giờ vẫn im lặng để bao che cho bọn Hà Tĩnh luôn. Thì Mỹ Xuyên rất mang ơn rất mang ơn chú TV256 cũng như là tất cả các anh chị em, cô chú bác ở trong và ngoài nước thường thời gian vừa qua đã lên tiếng nói mạnh mẽ để giúp đỡ cho Mỹ Xuyên. Thì mong rằng tất cả mọi người hãy là sau khi biết được tin tức mà mẹ Mỹ Xuyên không biết còn sống hay chết, mà hiện giờ tới nay là gần 4 năm mà vẫn mất tích, thì xin mọi người hãy tiếp tục lên tiếng để giúp đỡ cho Mỹ Xuyên trên con đường đi tìm công lý cho mẹ. Thì Mỹ Xuyên không biết nói gì lời gì hơn, thì xin mang ơn tất cả các anh chị em, cô bác trên cộng đồng. Dạ, cảm ơn quý anh chị đã lắng nghe cái câu chuyện thương tâm này. Và TV256 nghĩ rằng những giọt nước mắt của cô Xuyên nó cũng rất là xúc động cho cái cá nhân của TV256. Nếu mà TV256 lâm vào cái hoàn cảnh này thì chắc cũng vậy thôi, liều mình để mà cứu mẹ thôi, cứu mẹ, cứu em của mình ở trong tù mà oan ức như thế này. Dạ, cuộc phỏng vấn đã gần tới một tiếng đồng hồ rồi đó cô Xuyên, thành ra TV nghĩ rằng mình chấm dứt hôm nay. Và dạ, cảm ơn quý anh chị em đã lắng nghe. Và dạ, TV xin mến chào quý anh chị em của diễn đàn TV256.
Dạ, cô có lời chào sau cùng địa chỉ cô Xuyên. Dạ. Dạ, Mỹ Xuyên cũng xin chào tới tất cả quý anh chị em và các cô chú bác trên cộng đồng mạng ạ. Dạ. Xin cảm ơn. Dạ, cảm ơn quý anh chị đã lắng nghe.